Em xin chào toàn thể các bác anh, các quý khán đang xem video. Đấy, đã qua kỳ nghỉ lễ thì trước lễ và sau lễ thì em chưa đăng video gì, thì hôm nay em có về một chiếc Uni, tiện đây em quay luôn cho các bác. Quên, chiếc này lấy Nissan nhá các bác nhá. Nissan 3 tấn, sản xuất năm 2013, thắp lưng 3m, có mâm xoay, chạy số tự động nhá, di chuyển bằng 4 lốp đặc. Chiếc này thì có càng dài 1m1 và mâm xoay, chạy số tự động, xe thì tình trạng nguyên zin từ bên Nhật về nhá. Xe này đã qua đăng kiểm này, về em rửa qua là giới thiệu đến cho qua luôn. Nhập Nhật nguyên chiếc, giấy tờ đầy đủ. Chiếc này thì có hai ống hút. Đấy. Cái này hai lọc gió, ống hút lọc gió. Đấy. Cái này xả lên trời này. Nissan 3 tấn nguyên bản. Đấy. Được cặp lốp sau đẹp này. Đấy. Cặp lốp trước đây. Đấy. Xe thì nguyên bản hết này, các lốp vỡ này về sau thay hết cho các bác. Các bác thích lốp đặc thì có lốp đặc và thích lốp hơi thì có lốp hơi. Nissan 3 tấn nhá. Đấy, xe này có mâm xoay này, xoay tròn 360 độ. Đấy, bác nào mà phù hợp công việc thì có thể để nguyên. Đấy, không phù hợp thì có thể chuyển tới cơ bản này. Cơ bản thì trừ tiền đi, rồi là chuyển sang cần cù này, dịch giá này, hoặc là theo cầu của các bác. Đấy, có phần này thì bên Nhật họ Hàn mà để vào bảo vệ cái ti này. Đấy, bên đấy thì họ làm mà hầu như là làm nhôm ấy, đúc nhôm ấy. Đây, cái phần này. Đấy, dính hết đây này. Đây, chiếc này đời 2013. Đây, tháng 12 năm 2013 này. Đời rất là cao nhá. Hoạt động ít giờ. Đấy, lưng theo kế chỉ là 2 tấn 6 thôi, thì em sẽ thử tải cho các bác. Đấy, cần kết hợp như cần máy xúc ấy. Đấy, nó có 4 cần này, lên xuống ngả ra ngả vào. Đấy, đây là cần mâm xoay. Đấy, cần đây là cái chỗ chờ, các bác muốn nắp thêm cần nào thì nắp vào đấy. Ghế nguyên bản luôn. Vừa về em chưa động chạm gì, có dầu hoàng nước thôi. Đấy, xong bên này lật máy lên cho các bác. Chiếc này thì chạy được 7.659 giờ. 7.659 giờ. Đấy. Đấy. Vẫn báo bình thường. C ở trên là báo nhiệt độ, E dưới là báo dầu. Đấy. Máy thì zin từ Quốc cho các bác nhá. Bao zin từ Quốc. Các bác nhìn qua ra này. Xe này thì từ bên Nhật về này, chính thì em hạ công mà em xem xe luôn, rửa xe, tay em rửa xe mà sờ lắn từ cốp đốc, rửa cho bác các bác, cho rửa cho các bác nhé. Cái quạt này, đấy, ống xả này chạy rất là ít, nhìn ống xả này biết này, các cốp đốc này, tất cả đều nguyên bản hết, 3 tấn này. Đấy, lắp các bác chưa biết thì lắp chức năng mà nó sẽ giảm tải đi nhá, lắp chức năng nào sẽ giảm từng tải đi một. Nguyên bản hết tất cả. Răng mặt máy này. Ốc này, ốc lắp dàn cò này. Ốc mặt máy, những cái thứ đều nguyên bản hết. Đây, lỗ máy nha con. Đấy, búng cái lỗ. Bao zin. Quá đẹp luôn. Quá đẹp cho một chiếc máy QD32. Đấy, có đèn chớp này. Em sẽ thử tải cho các bác. Đấy, thử tải nhá. Thế nên này. Đấy, rồi. Chiếc Toyota 1 tấn 8 này có trọng tải khoảng 3 tấn. Chiếc này là tự theo thiết kế chỉ là 2 tấn 6 thôi, lưng theo thiết kế là 2 tấn 6. Tại vì nó mất đi cái mâm xoay. Đấy. Tiến lùi nâng hạ cho bác xem. Đi lại thoải mái. Lưng quá nhẹ luôn. Chiếc này thì báo bao tải cho bác tầm 3 tấn rưỡi. Xe quá ngon luôn. Đấy. Không khói, không hơi thừa. Không có tí khói nào, xe đều nguyên bản hết. Đấy. Để nguyên phần này cho các bác này. Đây nhá, cái mâm xoay này. Mâm xoay thì nó không nằm trong cái tháp này. Các bác để ý nhá, cái phần thế là gật cù này. Mâm xoay này nó không nằm trong cái tháp này, mất rất nhiều tải luôn. Tại vì ở đây có một cái giá này. Giá này là giá cơ bản. Các bác tháo ra thì nó vẫn lắp được một cái càng vào đây được. Đấy, hàng này hàng 51. Đấy. Mâm xoay này có rất là nhiều loại. Mâm xoay dịch càng này. Mâm xoay
kẹp này đấy, rồi là rất là nhiều chức năng liên quan đến mâm xoay, và có thể lắp mâm xoay vào trong bên này, trong vòng bi này đấy, lắp vào trong hẳn này luôn, thì nó sẽ đây các phần này, các phần này nó ở bên trong này tải được nhiều hơn, càng chia ra ngoài càng mất tải đấy, các bác để ý cho em. Xe đi nguyên bản, em bán chiếc này thì lon canh hơn 200, chiếc này không rẻ, đời cao bán không rẻ đâu đấy. Nói thẳng là không rẻ, các bác nào mà cần đến lưng 3 tấn thì có thể tham khảo chiếc này, rất khỏe luôn, lưng gạch, lưng xi đấy, làm kho gạch, kho xi, kho đá, có thể tham khảo chiếc này nhá. Liên quan đến xe lưng, chiếc này thì em hỗ trợ sơn lại cho các bác, chắc là mấy hôm nữa rảnh em sẽ bỏ ra em sơn thôi, sơn lại cho nó đẹp đấy, đời cao mà nhìn sơn này rất là nem nhem luôn đấy, đã qua đăng kiểm, giấy tờ mua bán rồi là hóa đơn đầy đủ đấy, đây là có một bác ở trên Lạng Sơn xuống xem xe này. Rất nhiều luôn. Đây em giới thiệu cho bác chiếc Toyota 1.8 này luôn. Chiếc Toyota 1.8 này em bán nó kênh 100. Đấy, máy móc đây. 1.8 giá nó kênh 100 triệu, Toyota đời 8 à đời 5, 5 đến 18. Đấy. Lốp lát thay theo yêu cầu, càng này chưa có, càng này có thể lắp thêm cho các bác nhé. Sẵn rất nhiều xe trên bãi, giới thiệu qua cho các bác mấy chiếc xe trên bãi này. Chiếc này thì có một Komatsu FD 20-12 đấy. À, cũng tâm sự thật với các bác là em từ đợt nhập trực tiếp đến bây giờ là đang rất là cần vốn đấy, nên các bác cứ qua bên em này, em sẽ xả kho thanh lý tất cả các xe trên bãi đấy, như vừa rồi là có 3 bác qua bên em là mua được xe rất là ngon mà giá rất là hợp lý đấy, năm ngoái thì em bán khoảng hơn 200 mà em bán chỉ tầm 198 thì các bác hiểu là xả lỗ rất là nhiều rồi đấy, trong ngày đến 2 tấn này, 2 tấn trong ngày lỗ không có tí khói luôn. Máy móc đây, quay trực tiếp cho các bác. Đấy. Xe cứu hộ nó cũng sẵn ở nhà, Toyota đời 8 3 tấn này. Rất nhiều luôn. Đấy. Em thì đang rất là cần vốn, các bác nào mà cần xe lưng thì cứ qua bên em xem xe, ưng chiếc nào là lấy chiếc đấy. Đấy. Xe thì em đều tất cả các xe, ví dụ là xe thanh lý này, không thanh lý này, làm tất cả các cái gì là em sẽ làm bằng cái tâm của mình luôn. Làm là từng phần một các cái chi tiết đấy, em bảo anh em thợ làm xong em sẽ là người trực tiếp kiểm tra cho các bác về phần xe đấy, phần nào chưa được là bảo anh em thợ làm lại, làm bao giờ được thì thôi đấy, rồi để sẽ quay video cho các bác đấy, các bác ở xa không đến được thì sẽ quay video cho các bác đấy, em thì hầu như là thời buổi này chỉ có bán online thôi đấy. Bãi bên em đây từ 1 tấn đến 4 tấn rồi, xe điện từ 5 tạ đấy, xe FE F3B rất là nhiều. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp 0379 875 765. Đấy, trân trọng cảm ơn các đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Các bác thấy video hay thì cho xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông những thông báo mới về video của em ạ. Xin chào các bác ạ.